Sao ạ? Nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để một bông hoa hồng nhé. Rồi mình sẽ bắt đầu bẻ. Đầu tiên thì mình sẽ bắt đầu bẻ bông của nó nhé. Mình đang đi những cái phần rìa để ra được một chiếc bông nhé. Viền ở ngoài rồi mình sẽ đi vào những cái nét chính của hoa. Ba bốn rồi. Dạ. Mấy cái? Một. Năm cái ngôi học. Đây các bạn nhé, đây là bên trong chưa của đúng hoa. Này, được không thì chia vào. Nó phải nhẫn hòa cái cành của nó hòa đi. Thank you.
Bây giờ mình để lại rồi nó sẽ